Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết cuối khóa và khen thưởng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong khóa học. Đồng thời trung tâm trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nhằm thông báo kết quả học tập của các em học viên. Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân trân trọng chúc mừng bạn đạt giải nhất khóa học. Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân trân trọng chúc mừng bạn đạt giải nhì khóa học. Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân trân trọng chúc mừng bạn đạt giải ba khóa học hãy like đăng ký và chia sẻ nhé bạn trung tâm ngoại ngữ ngọc vân chúc bạn một ngày vui vẻ